Thưa tất cả bà con, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, ngày mùng 3 tháng 2. Để vào chúc tất cả bà con, chúc tất cả mọi người một ngày mới, một ngày cuối tuần luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Thưa bà con và mọi người, chúc phiên giao dịch ngày hôm nay và cà phê tại Hải Sản, cà phê London và New York thì có giảm dịch online. Sau đây là qua với bà con và mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay, ngày thứ bảy cuối tuần nha. Thưa bà con, sau đây bằng giá cà phê sàn London chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần. Giá cà phê tại sàn cà phê Robusta thì có giảm nhẹ trở lại bà con nha. Giá cụ thể kỳ hạn trong ngày tháng 3 năm 2024 giảm 50 đô xuống còn 3.237 USD tấn. Kỳ hạn trong ngày tháng 5 giảm 35 đô. Kỳ hạn trong ngày tháng 7 giảm 25 đô. Kỳ hạn trong ngày tháng 9 thì giảm 18 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Robusta ở mức trung bình. Thưa bà con, cùng chiều giảm tại sàn cà phê London thì chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica có giảm bà con nha. Giá cụ thể kỳ hạn trong ngày tháng 3 năm 2024 giảm 2,25 sen xuống còn 191.95 sen trên pound. Kỳ hạn trong ngày tháng 5 giảm 1,95 sen. Kỳ hạn trong ngày tháng 7 giảm 1,75 sen. Kỳ hạn trong ngày tháng 9 giảm 1,45 sen bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức trung bình. Sau đây là phụ hàng với bà con và mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022. Bà con, sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu xô sáng hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.